Chào tất cả các bạn, mình là Trọng Hưng Gà Academy đây. Hôm nay mình vào Bilon de Abachi rồi, xong rồi đây mình tài khoản của mình, xong rồi mình sẽ click vào một cái để trình chiếu lại bản đồ của mình và hắn sẽ đi nhanh khi mà các bạn không nhìn kịp được thì hãy bầu lại nhé. Các bạn chơi rất là kỹ càng, đúng không? Các bạn nhìn xem. Ăn được sai. Sai. Giờ bán kè này xong, tại vì mình nghĩ là mình thắng rồi. Khi mà các bạn thích cái video này thì đừng quên like, share và subscribe video mình nhé. Bye bye!